Thưa quý vị, ngày 2 tháng 8 theo giờ địa phương, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhất trí với lời đề nghị của kênh truyền hình Fox News về việc tổ chức cuộc tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân chủ vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Thông báo trên được ông Trump đưa ra trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Theo một bài đăng của ông Trump, cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 9 tại một địa điểm đã được xác định ở Pennsylvania, một bang chiến trường có thể giúp quyết định cuộc bầu cử. Người dẫn chương trình Fox News, Brett Baier và Martha McCallum sẽ điều phối. Bài đăng trên đã bị xóa trong vài phút trước khi được đăng tải lại. Trong đó, ông Trump đã xóa đề xuất về việc tổ chức một buổi đối thoại quy mô lớn với công chúng vào tối ngày 4 tháng 9 nếu bà Harris không muốn hoặc không thể tranh luận vào ngày đó. Hiện chưa rõ bà Harris có nhất trí với đề nghị và các quy tắc mà ông Trump đưa ra hay không. Cũng trong ngày 2 tháng 8, Đảng Dân Chủ khởi động quy trình chính thức chọn đại diện tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Phó Tổng thống Kamala Harris đã chính thức giành được đề cử của Đảng Dân Chủ để tranh cử Tổng thống Mỹ, đối đầu với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 tới.